Kính chào quý vị. Hôm nay sửa cái cây tắc mini này. Cái quắc á, không cái chậu. Nên làm luôn chia sẻ cái hình ảnh đấy cho quý vị cùng xem. Thank you.
Đây là thành quả sau bao nhiêu ngày mình sẽ tháo cái dây nhôm ra. Có trái rồi. Rồi, cuối cùng cũng xong một cây tắc. Xem trái. Trái này, trái hàng hà này. Lên ghế ngồi đi. Rồi. Tạm biệt quý vị. Bye. Thấy thú vị hay like, đăng ký kênh.